tiếp tục, đó là cái kênh là Facebook, đúng không ạ? Một cái kênh rất là quan trọng. Facebook hiện nay có khoảng 54 triệu người dùng trên thị trường Việt Nam. Đấy, thì có ba cái nền tảng chính, đó là fanpage, group và profile. Đấy, thì chúng ta phát triển cả ba nền tảng này trên Facebook. Ví dụ như fanpage thì chúng ta sẽ tập trung vào cái gì? Phát triển các bài viết có chất lượng trên fanpage, đúng không ạ? Tăng cái số lượng thích trên trang fanpage của mình. Cụ thể ở đây mình có thể đặt mục tiêu là mỗi tuần tăng lên 50, 100 hoặc 200 like, đúng không ạ? Phát triển các nội dung và có các định dạng đa dạng như là media hình ảnh, media video, đúng không ạ? Các nội dung hướng vào tới khách hàng mục tiêu do đội ngũ của nhân viên công ty tự thiết kế, sáng tạo và sản xuất ra nó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đăng bài về sản phẩm mới dưới dạng hình ảnh, dưới dạng video, dưới dạng phim, các cái sản phẩm bán chạy, các cái sản phẩm khuyến mại, các chương trình khuyến mại chúng ta có thể đăng lên. Chúng ta lựa chọn thời gian đăng, một ngày là bao nhiêu bài, đăng vào khung giờ nào, đăng nội dung gì, thì chúng ta sẽ cần phải có kịch bản. Về Facebook thì các bạn có thể tìm cái khóa học Facebook Marketing trọn đời của tôi, chọn gói của tôi rất là toàn diện, đúng không ạ? Tôi cũng có một cuốn sách là bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook mới xuất bản đầu năm 2018 vừa rồi, thì các bạn có thể mua cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho các bạn rất nhiều về Facebook. Cuốn sách này thì có giá bìa 150.000 thôi, rất là rẻ. Các bạn có thể mua khóa học và mua cuốn sách như vậy để giúp các bạn phát triển các nội dung tốt, bởi vì tôi có hướng dẫn rất chi tiết về việc là bạn sẽ viết nội dung như thế nào, bạn lập kế hoạch cho từng tuần, từng tháng ra sao đối với content trên Facebook, đúng không ạ? Trên fanpage thì bạn phải chạy quảng cáo nữa. Thế thì bạn phải học về quảng cáo, đúng không ạ? Bạn phải tối ưu quảng cáo, giới thiệu các cái điểm bán hàng, giới thiệu các chương trình khuyến mại, giới thiệu các cái chương trình khai trương cửa hàng của mình, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Chúng ta có thể lựa chọn các loại hình quảng cáo như là video, hình ảnh, đường link, truy cập vào website để tối ưu mua hàng. Và chúng ta sẽ phải học về tối ưu quảng cáo như vậy. Chúng ta nên quảng cáo hàng ngày, thường xuyên để tăng trưởng doanh số. Mỗi một ngày chúng ta có thể chi cái ngân sách ra 100, 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn tùy chúng ta, tùy vào cái khả năng chuyển đổi từ khách hàng đến đâu. Thì phần này các bạn cũng sẽ phải học chi tiết trong cái khóa học Facebook Marketing by Phan Anh của tôi. Bởi vì cái thời lượng của chương trình này tôi không tập trung vào từng công cụ, mà tôi tập trung vào việc các bạn sẽ lập một cái kế hoạch marketing chi tiết như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm các cái mini game hàng ngày ở trên các group và các fanpage, để chúng ta tạo ra giải ngày, giải tuần, giải tháng. Và chúng ta có thể tặng các cái sản phẩm giá rẻ, hoặc là các cái sản phẩm phễu, hoặc là những cái quà tặng mà không quá tốn giá trị của chúng ta để chúng ta làm, đúng không ạ? Vậy thì những cái mini game như vậy sẽ tăng cái lượt tương tác cho Facebook fanpage group của chúng ta, cũng như là tăng được cái lượng khách hàng của chúng ta lên. Đó chính là cách mà các đơn vị người ta phát triển fanpage để bán hàng. Chúng ta cũng đăng các hình ảnh review về video về các cái sản phẩm để có thể nhận được các quà tặng hoặc là các đồng coin, hoặc là chúng ta sẽ lấy feedback của khách hàng, đúng không ạ? Lấy feedback khách hàng, chẳng hạn như khách hàng mua một bộ sản phẩm, chúng ta tìm lấy họ, chúng ta bảo họ chụp ảnh và chúng ta xin cái feedback như vậy cũng rất là tốt trong quá trình chúng ta phát triển content cho fanpage, được chưa ạ? Thế thì đối với group, đúng không ạ, thì chúng ta nên tạo ra cái group khách hàng thân thiết. Chúng ta cũng tạo ra các cái group khách hàng tiềm năng và chúng ta lại phải phát triển content cho nó, đúng không ạ? Đấy, thì đây cũng là cái cách rất là tốt để chúng ta làm tăng lượng thành viên, tăng quà tặng, tăng voucher, tặng quà tặng cho khách hàng trên các group như vậy, để từ đó chuyển đổi thành người mua. Mọi người biết rồi đấy, là bán hàng trên Facebook group hiện nay là rất là tốt. Ví dụ những cái group mà nuôi dạy con chẳng hạn, thì các mẹ lên đấy tìm kiếm các thông tin, đồng thời cũng có những mẹ lên đấy bán đồ này, bán đồ kia, bán quần, bán áo, bán đồ ăn, rất là tốt các bạn nhé. Thì chúng ta phát triển group của chúng ta chăm sóc khách hàng của chúng ta, đồng thời chúng ta đến các group khác, chúng ta bán hàng và chúng ta xây dựng thương hiệu của chúng ta trên đó, bằng cách là chăm chút các khách hàng, bằng cách là chăm chút các member, chứ đừng có chơi theo kiểu là vào đấy comment cái rồi đi ra, đúng không ạ? Kế hoạch là như vậy. Chúng ta có thể tìm kiếm các group phù hợp với sản phẩm và dịch vụ khách hàng của chúng ta, để chúng ta đưa sản phẩm lên đó bán, hoặc kết hợp tài trợ với các group, tìm kiếm các group để tài trợ, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng làm mini game trên chính các group đó, hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái nhân vật nổi bật trên group đó để hợp tác cùng với chúng ta, hoặc là tuyển cộng tác viên cho chúng ta. Nói tóm lại là chúng ta có rất nhiều cách, và chúng ta đặt các KPI ra, thành viên tăng bao nhiêu, bán được bao nhiêu, làm thế nào, đăng bao nhiêu bài. Đó là cách mà chúng ta sẽ phát triển.
Và Facebook có một cái tính năng nữa là live stream, thì chúng ta có thể phát live stream bán hàng ngày. Ví dụ như là đối với thời trang thì bạn có thể live stream tư vấn thời trang, live stream nuôi dạy con cái, live stream bán sản phẩm trực tiếp, không có vấn đề gì cả. Và bạn nên lựa chọn thời gian live stream phù hợp, ví dụ sáng mấy giờ, chiều mấy giờ, tối mấy giờ, khung giờ là cố định chúng ta làm, và kịch bản chúng ta đầu tư nghiêm túc, trang thiết bị chúng ta đầu tư nghiêm túc, đúng không ạ? Trang điểm cho nhân vật, rồi mọi người, khách hàng để tương tác với chúng ta, có những cái quà tặng giá trị cho khách hàng để chúng ta phát triển được, đúng không ạ? Đổi mới các cái format về live stream, các kịch bản về live stream, các cách thức bán đó. Thì khi bán hàng thì chúng ta cũng lựa chọn các sản phẩm bán hàng uy tín và cách thức bán rất là tốt. Chúng ta phát triển một cái profile thật là hot. Chúng ta thậm chí có thể thuê những cái chuyên gia hoặc là thuê những người mẫu về live stream bán hàng rất là tuyệt vời. Bởi vì live stream là một kênh bán hàng rất tốt. Nếu như mà các cái CEO hoặc là các cái manager, những cái người mà owner, những người mà khởi nghiệp đang xem cái video này của tôi, thì tôi khẳng định rằng mọi người có thể bán hàng bằng live stream vô cùng dễ dàng. Với một cái không gian bán hàng tốt, ánh sáng đầy đủ, đường truyền tốt, đúng không ạ? Kịch bản tốt và thời gian, địa điểm chúng ta phát hành, chúng ta sẽ bán được hàng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái giải pháp về live stream trực tiếp, hoặc là ghi hình video nguội để phát hành live stream nguội bằng phần mềm OBS, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể làm mini game trên live stream hàng ngày, hoặc là tặng các cái quà tặng, chơi các chương trình đấu giá. Các bạn có thể vào Facebook của Phan Anh bằng cách là tìm Phan Anh VCU hoặc là số điện thoại 0989 623888 của tôi trên Facebook, thì sẽ thấy tôi vẫn làm live stream cho khách hàng bằng phương pháp đấu giá. Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta làm. Và hiện nay thì trên thị trường có những người ta live stream rất là tốt, sáng 1k, trưa 1k, chiều 1k, tối 1k, ngày bán 4k luôn, bán rất nhiều, có thể bán hàng trăm sản phẩm luôn, có đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái kênh về PR, báo chí. Chúng ta có mua các bài PR hay không, mua trên báo nào, chủ đề chúng ta viết là gì, đúng không ạ? Đấy, rồi thì thời gian chúng ta đăng, mỗi một tháng đăng mấy bài và đăng các chủ đề như nào, chúng ta phải làm kịch bản từng tháng và từng chủ đề luôn. Chi phí 5-7 triệu một bài hay là 2-3 triệu một bài chúng ta có thể làm. Rồi thì chúng ta sẽ ra các cái chương trình khuyến mại. Thì có rất nhiều các chương trình khuyến mại thì tôi sẽ nói trong một cái CD video khác, bài cái CD video nói về cái kỹ năng lập các chương trình khuyến mại. Nhưng mà tôi ví dụ như là khuyến mại theo ngày, các ngày lễ, đúng không ạ? Ngày lễ tình nhân 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, rằm Trung thu 20/10, 20/11, Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch, đúng không ạ? Rồi thì ngày của cha, ngày của mẹ, ngày của con, tùm lum hết cả. Tuần lễ này, tuần lễ kia, vân vân, khuyến mại theo dòng sự kiện, khuyến mại ăn theo các sự kiện hot, ăn theo trend, vân 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 vân, đúng không ạ? Chương trình đổi cũ lấy mới, mua một tặng một, vân vân vân, rất nhiều các cái chương trình như vậy. Và mình sẽ đặt các mục tiêu ra và mình lên kế hoạch cho cả năm luôn. Trong một năm thì có 12 tháng, trong một tháng thì có 4 tuần, chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết như vậy, cứ thế là chúng ta làm. Thế rồi thì affiliate marketing, tức là marketing liên kết, thì chúng ta có thể ký hợp đồng với các cái ngân hàng để làm gì, để phát hành những cái ưu đãi cho các chủ thẻ. Hoặc là chúng ta có thể liên kết với các đơn vị thanh toán như là Momo, hay là các đơn vị tích điểm như là Vpoint, đúng không ạ? Hoặc là các cái đơn vị chăm sóc khách hàng tiềm năng như là Viettel, hay là Vinaphone, hay Mobifone, chúng ta có thể có làm. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp với các đơn vị bán hàng sale off như là Vstyle, vân vân, đúng không ạ? Các cái private sale off đấy, hoặc là các cái trang affiliate của Việt Nam như là Ascentrade hay là Semo, phải có thể đưa lên đấy bán hàng. Thế rồi thì công cụ AdWords cũng là một công cụ rất là hữu ích đến đối với hầu hết các sản phẩm bây giờ. Chúng ta sẽ chạy quảng cáo từ khóa nào, tối ưu các nhóm từ khóa ra sao, chúng ta có quảng cáo hiển thị hay là quảng cáo tìm kiếm hay là quảng cáo trên YouTube, đúng không ạ? Ngân sách chúng ta chi là bao nhiêu tiền, 3 hay 5 triệu hay 10 triệu một tháng, đạt được các cái KPI như thế nào, bao nhiêu click, bao nhiêu chuyển đổi thành người mua. Đấy, chúng ta cũng có thể làm video quảng cáo thương hiệu để chạy trên YouTube. Chúng ta có thể làm các chương trình khuyến mại để chạy truy cập vào website. Và khi vào website rồi thì chúng ta phải tối ưu trang đích, đúng không ạ? Bằng những cái đường dẫn, bằng những cái cách thức chương trình khuyến mại, hình ảnh sản phẩm,
viết những cái bài viết thật thuyết phục để khách hàng có thể làm gì ạ? Phải bỏ thông tin ở lại hoặc là phải mua hàng của chúng ta ngay. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái mạng hiển thị khác ở Việt Nam hoặc là trên thế giới như là Adclick, Admicro, trên các cái tờ báo điện tử đấy, chúng ta vẫn thấy họ cũng chạy quảng cáo rất tốt. Ví dụ như là các đơn vị thuốc thì tôi thấy là họ chạy trên Adclick, chạy trên Admicro, chạy trên Adtima rất là nhiều. Chi phí của chúng ta là bao nhiêu, click CPC là bao nhiêu, mỗi ngày chúng ta thu được bao nhiêu click, tỷ lệ chuyển đổi là bao nhiêu phần trăm, chúng ta sẽ cần phải khống chế, chúng ta cũng sẽ cần phải quản lý. Rồi thì catalog sản phẩm chúng ta cũng cần phải làm, đúng không ạ, để chúng ta đưa lên website, chúng ta đưa lên kênh YouTube hoặc là các group, hoặc là gửi email cho khách hàng, hoặc là chúng ta phải tạo ra các kho content bao gồm hình ảnh sản phẩm, video, bài viết để phát triển cái đối tượng cộng tác viên. Chúng ta sẽ phải có nhân viên phụ trách cho đối tượng cộng tác viên, có đúng không ạ? Chúng ta có làm PR sự kiện hay không? Nếu câu trả lời là có thì sự kiện đấy là sự kiện gì, được tổ chức vào ngày nào của tháng nào, chúng ta phải lên kế hoạch trước, đúng không ạ? Ở đây là kế hoạch về marketing và kinh doanh mà. Đấy, thì ví dụ như công ty tôi sẽ phải làm ít nhất một chương trình thiện nguyện, tặng quần áo, tặng giày dép cũ cho trẻ em vùng cao, ví dụ thế, đúng không ạ? Hay là trẻ em ở các khu chùa chiền mà cơ nhỡ, đúng không ạ? Hay là trẻ em ở những cái vùng khó khăn. Ở đây cũng là một cái sự kiện quan trọng mang ý nghĩa về marketing, nhưng mà nó cũng có đồng thời là ý nghĩa về team building, giáo dục cho nhân viên, gắn kết nhân viên về tình yêu thương, sự nhân đạo, vân vân, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể làm, hoặc là chúng ta có thể để lại cái dấu ấn về PR, về event để làm PR cho cái thương hiệu của chúng ta. Đấy, hoặc là chúng ta có thể tạo ra các sự kiện như là nuôi dạy con cho bố mẹ, hay là đào tạo về hội họa cho các con, hay là tổ chức các buổi offline dành cho các bé đi chơi, vân vân, mời một số chuyên gia đến, đúng không ạ? Rồi thì tặng quà cho khách hàng, làm các cái chương trình về từ thiện, chương trình liên quan đến sản phẩm, ví dụ như là những cái chương trình mà đổi giày cũ lấy giày mới, đổi quần áo cũ lấy quần áo mới, để làm gì? Để cho khách hàng người ta được cái quyền, người ta tạo giá trị gia tăng cho những người khác, đúng không ạ? Hoặc là những cái sự kiện để tri ân khách hàng, những cái sự kiện du lịch, nếu mà khách mua được bao nhiêu tiền đó thì sẽ được thưởng cái này, thưởng cái khác, thưởng đào tạo, thưởng dịch vụ, vân vân. Đấy, rồi vân vân, rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều các ý tưởng. Hoặc là vào dịp Trung thu thì chúng ta có thể làm quà tặng, hoặc là tặng bánh hay là tặng đèn cho các cháu. Rất nhiều các cái sự kiện để giúp chúng ta có thể làm thương hiệu được. Thì các bạn cần phải lên kế hoạch và các bạn đưa sẵn ngân sách, chi phí và các KPI, ví dụ tiếp cận bao nhiêu người, hết bao nhiêu chi phí, đạt được cái điều gì. Đó là ý tưởng của tôi về kế hoạch quảng cáo và truyền thông. Ngoài ra thì còn rất nhiều các công cụ khác nữa, nhưng mà trong cái bối cảnh như vậy tôi cũng không trình bày hết được. Và đấy là toàn bộ những cái ý tưởng của tôi dành cho công ty của tôi, và các bạn có thể biến nó thành cái kế hoạch của riêng mình và học hỏi từ các cái ý tưởng như vậy để chúng ta thực hiện cái kế hoạch của chúng ta trở nên xuất sắc hơn, trở nên chi tiết hơn và thực tế hơn. Vâng, nếu như phần trình bày của tôi, nếu mà các anh chị có câu hỏi nào, các anh chị có ý kiến gì trao đổi, hoặc là dạy dỗ tôi, chia sẻ kinh nghiệm với tôi, thì hãy để lại thông tin và hãy cho tôi biết, đúng không ạ, thông qua cái kênh liên lạc của các cái trang bán các khóa học, cũng như là liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ phananhonline@gmail.com hoặc website pamarketing.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi một video rất rất là dài và chi tiết như này. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.